Chào mọi người. Hôm nay sốt đặc sản 365 lại xin giới thiệu với mọi người một kiệt tác của Đinh Lăng. Đó là bộ tứ quý các bình rượu được điêu khắc bằng dược liệu Đinh Lăng. Gồm 4 bình thành bộ, đó là tùng, cúc, trúc và cây mai. Đây được gọi là bốn loại cây tứ quý, đại diện cho xuân hạ thu đông và cũng như là những đức tính quý báu của con người. Đây tôi sẽ quay trực tiếp cho mọi người để mọi người nhìn kỹ. Đây là cây tùng này.